không khí sôi nổi và tinh thần máu lửa đang tràn ngập GA Quảng Nam 1. Tất cả các thành viên câu lạc bộ MDLA đều xác định danh hiệu MDLA là mục tiêu hàng đầu. Các tư vấn viên luôn giữ lửa, chiều lửa liên tục, thể hiện tinh thần thượng võ, quyết chiến, quyết thắng. Quảng Nam 1 tuy nhỏ nhưng có võ, hãy cảnh giác với chúng tôi. Tại GA Quảng Nam 1, các MDLA luôn có chính sách và chế độ đặc biệt. Theo từng giai đoạn phát triển, tiến độ sẽ được thưởng rất là hấp dẫn. Và khi chúng ta đã là MDLA, bạn sẽ được ngồi ở hàng ghế rất đặc biệt, được vinh danh trân trọng tại các sự kiện lớn của văn phòng. Điều này đã tạo nên động lực mạnh mẽ để chúng tôi quyết tâm chinh phục mục tiêu MDRT. Câu lạc bộ MDRT đã giúp tôi có thời gian làm việc khoa học. Với phương pháp làm việc cụ thể mỗi ngày, tôi được đào tạo kỹ năng tư vấn, ký hợp đồng qua 25, sử dụng IDEA 2, giúp chốt hợp đồng dễ dàng. Chúng tôi đều sử dụng tốt công nghệ và có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Bằng tất cả những gì đã trang bị tại câu lạc bộ MDRT Quảng Nam 1, tôi tự tin chinh phục danh hiệu cá nhân. Câu lạc bộ MDRT Quảng Nam 1 sở hữu một đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản. Chúng tôi hiểu rằng mỗi thành viên đạt được là kết tinh của sự nỗ lực, bền bỉ và quyết tâm. Nên tất cả những cống hiến của mỗi cá nhân đều được trân trọng và ngưỡng mộ. Điều này tạo nên sự cộng hưởng để các thành viên cố gắng nhiều hơn nữa cho mục tiêu chung. Tôi tin tưởng Quảng Nam 1 sẽ tạo nên những thành tích nổi bật và sự trong lòng. Quảng Nam 1, nhiệm vụ nào cũng